Xin kính chào quý vị và các bạn đang dành thời gian đến với chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, xuân đang về trên khắp đất trời quê hương. Trong bức tranh nhiều sắc màu của xuân mới, có niềm vui hân hoan của nhân dân các dân tộc xã Minh Tân, huyện Bảo Yên. Niềm vui ấy như được nhân đôi khi phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã đạt được nhiều kết quả. Trong năm 2020 vừa qua, địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc sống của người dân đã không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thôn quê giờ đây đã khang trang sạch đẹp hơn. Và nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới số này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Năm Tân Sửu đến với gia đình chị Triệu Thị Gến ở bản Mai Một, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên đặc biệt hơn rất nhiều so với những mùa xuân khác. Bởi xuân này, cuộc sống của gia đình chị đã thật sự bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Nhà nước hỗ trợ một con trâu ạ. Xong mình nuôi được 3-4 con bé nữa bán lấy tiền ạ. Lấy tiền xong mình cứ tiết kiệm ở đấy xong lại bán quế, hai cây đồi quế xong mình làm nhà. Bây giờ mình đã làm được nhà xong thoát nghèo rồi ạ. Niềm vui của gia đình chị Triệu Thị Gến như chúng tôi vừa phản ánh ở trên cũng là niềm vui của khá nhiều người dân trong bản Mai Một, bản khó khăn nhất của xã Minh Tân, huyện Bảo Yên trong những năm gần đây. Bản Mai Một đã thay áo mới, những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày càng nhiều, một cuộc sống no đủ đã bước đầu hình thành, và con số 7 hộ dân thoát nghèo, trong đó có 3 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo trong năm qua, chính là minh chứng khẳng định cho sự thay đổi đó. Những thay đổi trong cuộc sống của người dân trong bản Mai Một có được đó là do hệ thống cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương phát triển kinh tế. Đặc biệt chính mỗi người dân trong bản đã có những thay đổi trong nếp nghĩ cách làm. Ví như gia đình anh Đặng Quý Thanh, từ một hộ nghèo thường xuyên phải nhận hỗ trợ, đến nay gia đình anh Thanh đã vươn lên trở thành một hộ khá giàu trong thôn. Để có được cuộc sống mới đó, anh đã tích cực học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc quế, sau đó tận dụng diện tích đất của gia đình để trồng và mở rộng diện tích trồng quế qua các năm. Đến nay, diện tích trồng quế của gia đình anh đã lên tới gần 4 hecta. Trước đây, đất toàn để trống, được thôn vận động, lúc đầu mình đi nhặt nhạnh ít cây một về trồng, rồi phát triển lên mấy năm nay thành rừng rồi, mỗi năm thu hoạch tỉa một ít. Đường giao thông thuận lợi, thương lái đến tận nơi thu mua, thu nhập cũng khá lắm. Gia đình đã thoát nghèo, đã xây được nhà ở, bản mình giờ thi nhau trồng rừng. Cuộc sống hiện tại mà bản Mái Một chúng tôi đây là bà con đây là cũng là đều có những sự phát triển về bề mặt thì cũng phát triển tốt. Cuối năm 2019 và 2020 đây là nhân dân cũng là thu nhập cao về những cây như cây quế, thì hiện nay cũng có nhà xây tương đối là khá nhiều. Sự đổi thay của bản Mai Một cũng chính là sự đổi thay của đa số các thôn bản khác trên địa bàn xã Minh Tân, huyện Bảo Yên trong những năm gần đây. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã đã đạt trên 36 triệu đồng một người một năm. Toàn xã chỉ còn 30 hộ nghèo, chiếm 4,36%. 60 hộ cận nghèo chiếm 8,72%. Để có được thành công đó, xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xác định sản phẩm chủ lực của địa phương để tập trung đầu tư phát triển theo hướng hàng hóa. Minh Tân đã bước đầu hình thành các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô vừa và lớn như trồng dâu nuôi tằm với diện tích trên 30 hectare, trồng thanh long ruột đỏ với diện tích trên 7 hectare. Những mô hình kinh tế cho thu nhập cao ở xã Minh Tân giờ không còn hiếm, ví như mô hình trồng thanh long của anh Trần Minh An ở bản Minh Hải. Cách đây 7 năm, qua tìm hiểu chất đất, điều kiện khí hậu và kỹ thuật trồng chăm sóc thanh long Bình Thuận, anh Trần Minh An đã mạnh dạn đưa 70 cây thanh long ruột đỏ đầu tiên về trồng thử nghiệm ở địa phương. Vượt qua những khó khăn thử thách, đến nay anh Trần Minh An đã có gần 3.000 gốc thanh long ruột đỏ, trong đó có 1.000 gốc đã cho thu hoạch. Trung bình mỗi năm, mô hình kinh tế này đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu trên 150 triệu đồng, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương theo thời vụ. Anh An hiện đang tiếp tục nghiên cứu đưa thêm giống thanh long ruột đỏ loại mới vào trồng và thực hiện trồng thử nghiệm một số cây trồng mới như mít ruột đỏ, bơ, với hy vọng sẽ tiếp tục nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho người dân có nhu cầu.
Mình phải cần cù và chịu khó chăm sóc cho cây, và cây bị bệnh hay cây không bị bệnh là mình phải theo dõi thường xuyên sát sao thì nó mới đạt lại hiệu quả. Thứ nhất là cây nó phát triển thì mới cho mình được thu được, nhưng mà mình không chăm sóc mà không xem ấy thì sau này nó thật sự là không có thu đâu. Thì thật sự là nhiều vẫn nó vẫn chết nhiều, chứ chết là mình vẫn phải tìm cách khắc phục. Thứ nhất là con mối này và bệnh xương đầu năm thay đổi thời tiết nó hay bị thối cây rất nhiều, thế là mình cũng phải chịu khó và phun thuốc với lại thì với lại mối miếc là mình cũng phải sử dụng thuốc mối để chống lại sâu bệnh thôi. Sau khi đi tham quan và học hỏi thì mình thấy nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cao, cho nên là mình đi tham quan và học hỏi để đang có cái hướng trong thời gian tới mang về áp dụng trong gia đình mình. Đặc biệt thế mạnh về lâm nghiệp cũng được khai thác hiệu quả. Phong trào trồng rừng ở địa phương diễn ra khá sôi nổi. Từ đó những vườn ươm cây giống lâm nghiệp đã ra đời, giúp nhiều hộ dân thêm khấm khá. Đây là mô hình vườn ươm cây giống của gia đình chị Phan Thị Sẹo ở bản Bon 4. Với quy mô vườn ươm lên tới hàng trăm vạn cây mỗi năm, mô hình kinh tế này đã mang lại cho gia đình chị Sẹo nguồn thu lên tới trên 600 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động tại địa phương và nhiều lao động theo thời vụ, và thúc đẩy phong trào trồng rừng ở địa phương. Bây giờ là người ta nhu cầu về trồng rừng rất là lớn. Với lại cây giống ấy thì là toàn là mua ở những cái miền xuôi ở nơi xa đến, thì người dân ở đây đi lại ấy, mua rất là khó khăn. Tôi nghĩ là mình ở đây ấy, có đất thì mình làm tội gì mà mình không làm để phục vụ cho bà con mình để được cây giống để trồng. Xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống khấm khá hơn, người dân Minh Tân ai cũng háo hức mong chờ những ngày xuân tươi đẹp về trên quê hương. Để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm Tân Sửu, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Minh Tân đã bắt tay vào thực hiện nâng cao tiêu chí môi trường, cùng nhau thực hiện tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, tập trung hoàn thiện nốt những km đường giao thông cuối cùng nối các thôn trên địa bàn xã, để bức tranh xuân hoàn thiện rực rỡ hơn. Tuyến đường cuối cùng của Minh Tân này cho bà con toàn xã Minh Tân đều ủng hộ nhiệt tình, một điều là bỏ công sức và nhà nước và cùng nhân dân cùng làm, nhân dân bỏ công sức ra với nhà nước cùng làm tuyến đường, nhân dân mong muốn là trong cố gắng hoàn thành của năm cuối năm nay để bà con có tuyến đường đi lại thuận tiện. Tuyến đường nó xong rồi, cái đi hàng hóa của bà con đi thiệu các tiểu thương này mua, bà con sẽ có thuận lợi hơn vì giá đường nó tốt rồi, cái giá cả mặt hàng nó được nâng cao lên. Giao cho các tổ chức đoàn thể đấy, phụ trách từng thôn bản, từng tiêu chí. Ví dụ như hội phụ nữ sẽ phụ trách về các cái tiêu chí là đường hoa, đấy, vệ sinh môi trường. Hội nông dân thì sẽ phát triển, đưa những cái cây con giống mới, vận động nhân dân đưa cây con giống mới vào để phát triển kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp. Đấy, rồi cùng với đoàn thanh niên sẽ phối hợp để thực hiện cái phong trào thanh niên giúp nhau làm kinh tế. Đón xuân mới 2021, một mùa xuân đầy niềm tin và hy vọng, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển, sự chuyển mình của địa phương. Cũng từ đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Minh Tân sẽ có thêm động lực để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong tương lai gần. Chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.